đây là chiếc Suzuki XL7 thì con này vừa mới trong hãng là nha mọi các bác nhá. Thì có qua bên em làm cái dịch vụ phủ gầm. Thế đây các bác có thể thấy đây là sau khi đã phủ gầm xong. Xe mới thì em khuyến cáo các bác là bác nên phủ gầm luôn để bảo vệ cái gầm này cho nó được đẹp và chắc chắn và sau này không bị ăn mòn, muối mọt, han gì. Đấy. Để sau khi phủ xong này, nó sẽ là đen hết như này và nó phủ từng cái ngóc ngách cái này. Đấy, để đảm bảo cho các cái gầm của bác luôn luôn đẹp. Đấy. Đấy, đây là cái phần sàn. Phần sàn thì được bên em tháo hết ra và phủ gầm như này cho các bác này. Đấy. Với cái độ bền lên đến 10 năm bảo hành cho các bác. Đấy. Cái phủ gầm bên em đang sử dụng đó là cái phủ gầm Onka của Đức. Đây, các bác nhìn thấy ạ. Đây là cái phủ gầm. Dòng này là phủ gầm nhập khẩu chính hãng nha các bác nhá. Đây. Đấy, xuất xứ đàng hoàng. Đây. Đấy, tất cả các cái chi tiết nhựa bên em khi mà em phủ gầm bên em sẽ tháo ra toàn bộ để mà phủ được cái chi tiết từng cái chi tiết cho các bác. Đây là những cái chi tiết lồng vè này, đây những cái dòng này thì nó sẽ có là lồng vè nhựa sẽ được tháo ra toàn bộ và vệ sinh sạch sẽ treo chờ đây để tí sẽ lắp lại. Đấy, đây là những cái lồng vè của cái chiếc xe này. Đấy, bánh xe và bô. Đấy, sẽ được lắp lại đây, một lúc sau sẽ lắp lại hết lại toàn bộ. Đấy, khi phủ thì sẽ tháo ra, còn sau phủ xong thì sẽ lắp lại trở lại hoàn toàn cho các bác, đảm bảo cho các bác ốc các thứ và phần gầm này sẽ được đảm bảo bảo vệ hoàn toàn cho các bác. Đấy. Thời gian phủ cho một chiếc xe này thì sẽ rơi vào khoảng độ từ 3 đến 4 tiếng. Tùy vào cái mức độ là xe mới hoặc là xe cũ cũng có thể phủ được ạ. Nhưng mà các bác nên xe mới thì các bác nên phủ luôn để đảm bảo cho chiếc gầm của xe của mình được đảm bảo hoàn toàn từ lúc mới xuất xưởng luôn ạ. Đấy. Các dòng xe mà mới với dòng xe mới thì phủ sẽ rơi khoảng 3 tiếng, còn nếu dòng xe cũ thì thời gian vệ sinh nó sẽ rơi phát sinh thêm thì thời gian phủ sẽ rơi khoảng độ 4 đến 5 tiếng thì có thể lấy qua thời gian lấy được xe. Đấy, còn các bác muốn phủ gầm ở đâu thì hãy liên nhớ đến Akala Thái Nguyên nhé. Cảm ơn các bác.